Hi, xin chào tất cả các bạn. Lại là mình, Nhân BB đây. Và mình chúc các bạn ngày mới vui vẻ nha các bạn ơi. Ok. Rồi, ok các bạn ơi. Thì tiếp tục hành trình phá đảo game Blood vs Zombie 2 của mình. Anh em ơi, hiện tại tôi đang ở level 16, là được một nửa chặng đường của cái map biển này rồi đấy anh em ạ. Nhưng mà cái level 16 này nó là một cái level khó anh em ơi. Anh em nhìn thấy cái đỏ đỏ như vậy là biết là khó. Với này có cái đầu lâu ở đây là biết là khó đúng không? Rồi ok, thì video trước mình đã không vượt qua được và hy vọng video lần này mình sẽ cố gắng vượt qua được cái level 16 này nha. Ok anh em ơi. Và anh em đang xem hãy cho mình xin một like và một lượt đăng ký kênh nha, giúp mình có động lực ra nhiều clip hơn. Yeah. Ok các bạn ơi. Thanh niên này đầu này. Thanh niên này đầu trọc. Thôi giờ không sao. Let's go nha. Hey, khó nha. Này mình đấu với con zombie màu hồng BD này các bạn ạ. Mệt lắm. Nhưng mà mình sẽ cố gắng nha. Đấy, ở trong mấy cái map này người ta toàn dùng cái kiểu cái blast là ốc chó level 1 thôi anh em ạ. Ảo thật đấy đúng không? Ảo nhỉ. Đấy. Cho nó lếm mùi rồi anh em ạ, cho lếm mùi phê luôn, cho lếm mùi phê luôn anh em nha. Ui. Tấn công thế này mà không ăn thua nữa thì thôi nha. Đấy, cái này mình sẽ đặt ở đây nha. Anh em có đến được không? Tấn công thế này mà không ăn thua thì tôi nha. Tấn công. What? What? Thanh niên. Bắt luôn thanh niên này. Bắt luôn thanh niên này. Không cho thanh niên hắn đi vào đây. Không cho nó đi vào đây được. Thanh niên này nguy hiểm lắm. Nó lướt sóng nên rất chi là mệt mỏi luôn. Sợ nhất là mấy kiểu thanh niên lướt sóng đấy anh em ạ. Đấy. Rồi, tiếp tục rất đoàn zombie đang tấn công lên anh em ơi. Khó mà, level này khó mà anh em. Level này khó lắm đấy các bạn ạ. Mình đang cố gắng chơi anh em nha. Anh em đang xem ơi, anh ủng hộ mình đi. Anh ủng hộ mình đi, còn chần chừ gì nữa. Yo, tăng cường thêm nhưng mà na này nữa. Đây là gặm hết mấy cái thanh niên này. Đây này, còn mấy cái thanh niên nó đang lặn ở đây. Còn mình còn chưa bắt được nó đâu anh em ạ. Mệt thực sự luôn. Đặt thêm bowling vào đây nha. Yo, yo, đặt thêm bowling vào đây đây. Tăng cường tấn công. Đấy. Thêm một cái đây nữa. Ê, 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 bạn trẻ này. Ui, trời ơi. Ui bạn trẻ này, bạn trẻ này bơi vào tận đây luôn nha anh em. Gặm nó đi, gặm nó đi, gặm nó không, gặm nó không, gặm nó không, gặm đi, gặm luôn anh em ơi. Được, 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 được đấy, được đấy, được đấy, bình tĩnh nha. Ui là trời ơi, thôi nó gặm mất của mình một. Trời ơi, con zombie này ta ghét mi, nó gặm mất của mình một thanh niên gặm rồi anh em ạ. Cay thế nhỉ. Ui là trời ơi, cay quá, thanh niên này vẫn còn thống anh em ơi. Rồi xong, cuối cùng nó đã bị hạ gục anh em nha. Mà mình vẫn cay anh em ạ, vì mình mất một blast ngon quá. Ôi, ê ê ê ê, ông bạn già này ơi, ông bình tĩnh nha, ông đừng đứt sóng ở đây nha. Ai, lại bơi được vào tới đây. Có zombie trong map này mạnh thực sự anh em ạ. Thấy luôn con này. Ơi, đừng đợi. What? Vừa hạ gục nó xong thì mình bị cái này tấn công này. Ô, cay thế nhỉ. Cay quá. Các chú đừng làm anh cay lên, anh mà cay lên các chú biết tay đấy. Một khi anh đâm máu thì đừng hỏi một cháu là ai luôn, bắn luôn cho nó phát luôn. Hiểu vấn đề chưa, hiểu vấn đề chưa? À quên mất, mấy bạn bảo mình dùng quả ấy từng nay. Dùng quả gì nhỉ, quả gì ta quả... Thôi, à lại mất tiếp này. Quả ốc chó ở map cổ đại anh em ạ thì nó ngon hơn, hợp lý anh em ạ. Ấy, cắn nó như thế này mà nó không bị sao anh em ơi. À, xong, may quá, hạ gục được một con. Nhưng mà con này sao nó đã bơi được vào tới đây rồi anh em ơi. Mình không để ý tí nào, bọn zombie nó bơi vào kinh lắm đấy. Bọn này không đùa đâu, con này nó cắm vào đây rồi thì làm sao mà bắt được bây giờ. Hey, cay thế nhỉ. Cay thế nhỉ anh em ơi. Khó nha, khó nha, khó nha. Bắt hết bọn này đã, nguy hiểm quá. Nguy hiểm quá, bọn nó tấn công ghê quá anh em ạ. Tấn công đáng sợ cực kỳ luôn nha. Bắt, ui, đừng vào đây nha, đừng vào đây nha các bạn nha. Đừng vào đây nha, đừng vào đây các bạn, đừng vào đây nha. Có vấn đề đấy, vào đây là mình cho các bạn đi luôn. Đây, con này ra gặm hết nó đi. Gặm hết luôn, gặm hết luôn đi. Gặp hết luôn đi, gặp hết luôn đi, bắt hết luôn thế này rồi mà. Ôi, no. Thế là tôi đã mất thêm một blast gặp nữa rồi anh em ơi. Trời ơi, không thể tin được. Trận này gì mà căng thế với con lợn này. Đừng nghĩ là chúng có thể vào đây nhá. Đừng nghĩ chúng có thể vào đây nhá. Đừng nghĩ chúng có thể vào, không có cái chiếc đá mà đặt đâu anh em ạ. Thề luôn, cay thế nhỉ. Không có chiếc đá mà đặt thêm blast vào đây nữa chứ. Ui là trời ơi. Ui là trời ơi, đừng cho nó vào đây. Ôi, chẳng nghe mình phải mất tiền nữa anh em. Bắt nó xuống đi, thủy quái ơi. Ê ơi. What? Thủy quái nhầm anh em ơi, thủy quái đặt nhầm rồi, thủy quái đặt nhầm rồi. Xong xong rồi, không xong rồi, ván này toang rồi. Ván này toang thực sự anh em ạ. Ván này toang thực sự rồi. Ê! Từ từ anh ơi. Chắc là mình cứ đeo mình phải mua thêm anh em ạ. Ê, điện. À! Điện. Gặp nó đi. À! Điện tiếp này, điện tiếp đấy. Trời ơi.
Thề luôn anh ạ, mà này mình phải dùng ít nhá mình vượt qua được nhưng mà nó khó quá. Mà thôi rồi không sao. Mình đang tính để dành mấy cái item này để màn cuối cùng. Mà chơi dùng item thắng nó cũng không vui mấy đúng không anh em. Nhưng mà thôi được rồi, có một số anh em lại bảo là anh Nhân là người chơi Blast vs Zombie giỏi nhất, vì em không thấy anh dùng item và anh toàn chơi những cái Blast cùi thôi mà anh vẫn vượt qua được level. Anh cảm ơn bạn đấy rất nhiều nha, nhưng mà lần này thì anh phải dùng item rồi em ạ, vì cái màn này rất là khó. Map này anh em bảo là map 5 quả ớt cơ mà, nên là phải dùng item anh em nha. Ok các bạn nha, vượt qua level 16 rồi. Holy good. May quá anh em ạ. Rồi ok anh em, từ ăn mình mở mấy cái này xem nào. Mở xem cái này. What? Không có cái gì để mở đấy anh em ơi. Ôi. Được rồi, mình sẽ phá đảo xong cái level này đã nha. Tất cả các map ra rồi mình sẽ chuyển sang chơi những cái chế độ khác cho anh em xem nha. Rồi, level 17 xin phép được bắt đầu. Và anh em đang xem được quyển what? Lại cái con đá bạch tuộc này, mệt mỏi con này quá gì. Con này zombie mà mình nhìn nó như kiểu người ngoài hành tinh ấy kìa. Hướng dương 1 rồi nha, hướng dương 2 đầu anh em nha. Chơi vậy thôi. À, màn này bình thường, màn này không có cái con zombie kia, mình đỡ sợ nó hẳn anh em ạ. Vậy thì mình sẽ dùng thanh niên này. Bom nè. Rồng nửa không? Có chơi rồng nửa không? Anh em có thích mình chơi rồng nửa hay anh em chơi boomerang đây? Đã thế chơi boomerang kẹp rồng nửa luôn thì nó hơi ngầu anh em nha. Chơi bowling nha anh em nha. Có thanh niên đất sóng không? What? Ván này không có thanh niên đất sóng này. Không có thanh niên đất sóng nha. Chơi bowling các bạn nha. Vẫn phải chơi bowling thôi. Bowling là cái con mà lan quan trọng mà. Ok, let's go. Hey, khó nha. Level 7 rồi. À nhầm, level 17. Đáng nhiên thì bắn level 7 sẽ mình này ngáo quá. Ngáo quá anh em ơi. Nào, nước lên nha, nước đang lên nha. Rồi rồi, zombie xuất hiện rồi. Hai con zombie xuất hiện nhanh. Nhanh dã man con ngan con vịt luôn anh em ạ. Bắt nó luôn nha anh em nha. Bắt nó luôn để tiết kiệm một chiếc ná này đi. Đấy. Bắt sống luôn. Yo, có tiền nhặt luôn. Đấy. Lần này thì tới những hai con zombie luôn anh em ạ. Căng thế nhỉ. Mình sẽ đặt một cái bờ nát này đây nha anh em nha. Đấy, cho nó gặm, cho nó phê đi đã. Nhanh nào, khẩn trương nào. U là trời ơi. Thiếu. Hay mình đặt từ ra. Đấy, đặt một cái hàng bowling ở đây cho nó ngon đã. Đấy, một hàng bowling ở đây có thể hạ gục được hai con. À, ui hai phát là bọn chúng đi luôn anh em ơi. Yo, nhưng mà ván này căng nha, ván này căng nha. Mình đặt luôn một cái này ở đây luôn anh em nha. Đặt luôn đi. Nguy hiểm quá. Nghèo anh em ơi, nghèo rồi. Cái này sẽ đặt bắt tên này. Nghèo quá. Chưa có thêm tiền anh em ơi. Chẳng nhẽ lại đặt boomerang anh em. Đúng không? Boomerang nha. Căng quá. Bình tĩnh các bạn, bình tĩnh thôi. Các bạn cứ bình tĩnh thôi. Boomerang anh em nhá. Ui boomerang ván này cũng không được rồi. Bắt buộc phải đặt bowling rồi. Ngon. Tăng cường thêm những chiếc lá đi anh em ạ. Tăng cường thêm những chiếc lá đi. Khó đấy. Ui có bạch tuộc này. Mình sẽ bắt nó anh em. Bắt con bạch tuộc này đi. Ơi, anh bạch tuộc ơi, định nào lên nhưng mà đã bị thủy quái của mình bắt được anh em ơi. Ai, chạy đi đâu cho thoát em ơi. Căng này. Không có tiền anh em ơi. Không có tiền rồi. Ui, nghèo quá. Đây rồi. Ui xong con này vào đông ấy nhỉ. Ui quá đông quá anh em ạ. Nguy hiểm thực sự luôn anh em ạ. Chắc là mình phải dùng quả bom thôi. Bắt buộc phải dùng quả bom rồi. Đom vào đông cũng bị toang thôi các bạn nha. Cứ bình tĩnh thôi. Ui, trên đây này có banana này, map này khó thực sự anh em ạ. Map này khó nha. Con này khó quá. Khó quá. Dã man con ngang con vịt luôn. Bắn cho hỏng người luôn. Ui trời ơi, nhưng mà con này vẫn đang ở đây này. Ghê gớm ạ. Ok. Tiếp tục phải tăng cường lên anh em ạ. Ui. Khó. Xong. Bắt vợi mấy con zombie này đi anh em ạ. Cứ để cho bọn nó lên bờ này nguy hiểm lắm. Bắt luôn nó đi. Tăng cường thêm những chiếc lá nha. Sắp đủ hết một hàng ở đây anh em ạ. Đặt luôn cái lá ở đây nó luôn này. Đây, bình tĩnh. Ngon. Đặt thêm hàng này nữa, ngon. Rồi, zombie bọn chúng đang đến tấn công mình này em này. Tấn công nó mình thì mình cho nó, tặng nó có bom anh em nhá. Tặng bạn có bom. Cứ bình tĩnh thôi. Đừng gáy như thế là toàn đấy. Ui, mình đang phải cố gắng. Ui, what? Nó vứt cái bạch tuộc kìa anh em ơi. Ui là trời ơi, bạn vứt bạch tuộc như thế ai chơi được. Anh ơi, đừng bơi vào đây như thế. Ui, ui là trời.
ghê vậy, tấn công nó. Nó ném con bạch tuộc vào đây kìa anh em ơi, nó ném con bạch tuộc vào đây kìa. Ui con này nó bơi vào tận đây luôn này, không làm gì được nó luôn các bạn ạ. Nhục thực sự luôn. Rồi xong, rất may là mình vẫn chiến thắng các bạn ạ. Ui cái màn này nó dễ hơn là bao là nhiều luôn đấy chứ. Yeah, yeah, chiến thắng một cách dễ dàng anh em ơi, không cần phải sử dụng nhiều chiếc ná luôn. U là trời, màn này sao dễ thế. Ui chết lại gáy rồi. Để không biết được cái phần quà gì đây anh em ơi. Ok các bạn ơi, cảm ơn các bạn đã xem clip của mình nha. Anh em thấy hay đừng quên để lại cho mình xin một like và một lượt đăng ký kênh giúp mình có động lực ra nhiều clip hơn. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo của Nhân BB đẹp trai. Nhớ like đăng ký kênh, chia sẻ ủng hộ mình nha. Chào mọi người.